Đó, vàng đeo nhiều quá mà bán khô mực, không lẽ vàng đeo nhiều đi bán hòm? Trời ơi, tôi tức ghê vậy đó. Bán cái gì không được. Có mực hấp nước cam không vậy Su Su? Trời ơi, về mua nước cam tự hấp đi. Muốn ăn khô bê đê. Tức mấy đứa này ghê vậy đó. Trời đất ơi là trời. Tức bay dễ sợ bay. Có thạch cao không anh? Trúc Nhân ơi, thạch cao cạo vô tường ăn đi em. Con ngựa. Cô mực này ăn được không Su? Nó Đặng Minh Thông cũng nghiệp nữa. Cô mực này hả? Ta làm từ mực xé ra, không lẽ cô mực làm từ vỏ xe đạp mà ăn được không? Cô tức ghê vậy đó hà. Chọc miệng mẹ hoài. Trời ơi là trời. Rồi ok Khánh Ngân, nhắn cái địa chỉ đi má. Trà thái đỏ 500ml, một thái xanh 500ml. Cơm cháy nhiều hơn trà bông là nhiêu xu? Cơm cháy nhiều hơn trà bông là gì? Là gì Khánh Ngân? Cơm cháy nhiều hơn trà bông là gì? Cơm cháy không, có cơm cháy không nha, có cơm cháy khô gà thôi. Dạ, trà sữa mà ship về Cần Thơ đó là mọi người sẽ nhận đó là củ kiệu nha quý vị nha, hũ củ kiệu nha. Trà sữa và ship về Cần Thơ là sẽ nhận được củ kiệu, chứ không có nhận được đồ bình thường nghe. Trời ơi trời, trà sữa mà nghĩ làm sao mà gửi về tỉnh hả? Trả lời tôi nghe coi, trà sữa gửi về tỉnh đường nào? Trà sữa chỉ ship ở thành phố Hồ Chí Minh thôi nha cả nhà yêu. Rồi trời ơi mực nó ngon quý vị ơi, nó ngon ơi là ngon. Đây nè, đang làm nè đó, vừa làm vừa online nói chuyện với quý vị, không có thời gian. Cơm cháy nhiều hơn khô gà được nha má, được nha má. 80.000 một hũ cơm cháy lớn, 70.000 một hũ cơm cháy nhỏ, tiền ship 20. Còn mấy bút ráp. Chút đừng có cài tóc Nguyễn Thanh Hào. Đồ đồng tính. Đàn ông mà vô dành cài tóc với phụ nữ. Mọi người nhìn Su Su, mọi người biết Su Su là con gái của mọi người. Chắc mọi người tưởng BD phải không? Không phải, con gái. Tại nhìn giống BD chứ là con gái nha quý vị nha. Su Su là con gái. Bộ Y tế đang xem. Đang xem hả? Bộ Y tế nên bắt những đứa mà như Linh Võ đó, là những đó đó là bị corona đó. Khô mực kìa má. Khô mực là cái gì má? Khô mực à, Sơn Hồng Như. Khô mực 120.000 hũ nha em ơi. Nha. Có cơm khác trà nồi không? Về quê kêu bà ngoại cho ăn đi. Nha. Trà sữa ship Gò Vấp nha Mai Đình. Mai Đình. Trời ơi, nghe tên giống tuồng cải lương quá vậy. Mai Đình ơi, em có còn nhớ anh không Mai Đình? Lên dây vô cải lương liền mấy má ơi. Trời ơi. BD mua nó, gái nghĩ mua ơi, chị BD em chị BD. Chị BD mua. Mày mua làm tao đi. Thiệt. Trời ơi, cũng vô nó nói tôi BD nó mới mua. Còn nếu mà tôi là nhận tôi lặng gái nó không mua. Sao em ép chị phải nói. Nói sợ hoài vậy. Không dễ nhờ chị nói chị là BD. Ừ? Tức ơn. Chị mặc dù chị không phải BD. Chị là con gái mà tại cái mặt chị thì giống BD Thái. Chứ chị là con gái nha em. Có vịt lộn xào me không? Trời ơi là trời. Dạ hũ nuôi. Chị Ngọc Ngà ơi, hũ nuôi phía sau là 50.000 một hũ nha chị nha. 50. Nhìn kỹ chị giống cây chổi quá. Ê, cái điểm nào trên người tao giống cây chổi vậy Phụng? Hả? Cái điểm nào trên người tao giống cây chổi? Nói nghe coi Phụng. Tiêu Minh Phụng. Trời ơi trời, người ta đẹp lồng lộn như vậy mà nó nói giống cây chổi là sao hả? Đằng kia đẩy nắp đi vô. Có khô cá ba đuôi không? Trời ơi má ơi, tàn nhẫn độc ác. Cá ba đuôi là cá kiển mà nó hỏi nữa trời. Dạ khô mực một hũ 120 nha anh chị ơi. Dây Nguyễn ơi. Su ơi, làm trong Obama hộp mực kìa. Họ vỏ hộp vịt lộn ghim me không anh? Quận 7 nha quý vị, mọi người thương em chia sẻ livestream quý vị ơi. Trời ơi, cái tay mình để không làm cái gì, mình xe đi, mình xe livestream đi. Buồn hết tức. Ôi, ăn mực với bún đậu mắm tôm được không? Trời ơi, ăn cho ỉa hả anh chị? Ăn tầm 7 tầm bạ tàu tháo nó ruột ha. Rồi vô ôm cái nhà xí nha, ôm cái toilet một ngày trời.
là nó mất nước đó nghe chưa. Ăn ta ăn phải đúng đúng bài bản đàng hoàng, ăn tầm bậy tầm bạ là chết nha. Nay thành Mickey hả, giống con chuột lắm hả quý vị, mọi người nhìn em giống con chuột lắm hả mọi người. Xe like mà nạt nộ không có nạt, tại vì cái nết em vậy đó chứ. Nhìn chị giống con trai quá, chị là con gái nha. Có bán cái cân không? Ê tao bán nguyên cái tủ này, tao phải lấy không? Lấy đi, lấy giùm tao đi nha. Trời ơi, gọi lại cho ảnh đi. Có bán BD không má? Không có bán nha em. Chị sợ BD lắm em ơi. Nha, bán cái hũ mực không lấy mực. Trời, tao tức với con này ghê vậy đó. Có bán cái thao không chị? Có nha em. Chị có bán hết đó em. Cái gì chị cũng bán hết trơn á trời á. Dạ em muốn mua cái gì? Bán em cái nơ. Chửi con đi cô. Trời đất ơi, cái mặt tao dữ lắm hả, tụi bay vô kêu live stream kêu người ta chửi. Bộ đồ mua ở đâu đẹp vậy? Trời ơi, bộ đồ này mua ở Dubai chứ không phải Việt Nam có đâu nha. Trời không đơn giản Việt Nam có đâu he. Hộp đựng khô nhiêu chị? A à, vỏ cánh ngọc hộp đựng khô chị bán em 5.000 cái, em mua không? Em mua không hả? Tôi bán khô mực, nó vô nó hỏi khô BD rồi nó hỏi khô bò khô gà. Cái bữa nào tôi bán khô gà, nó vô nó hỏi khô mực. Cái bữa nào mà tôi bán khô gà, nó hỏi khô bò. Bữa nào mà tôi bán ba loại khô, bà nội cha ơi, nó hỏi vô bắp sấy. Còn có đứa nó vô hỏi khoai lang nướng nữa. Sao mấy đứa không hỏi là, chị ơi, chị có bán thuốc rầy không? Chị tức quá các em, chị tức ở cái lồng ngực chị nè. Ui da đau cái vú. Cái, chị tức ở đây nè. Chị tức nè, đó. Đau quá thật sự bay đau. Ui da, lấy 100 cái nắp đựng mực, chị sẽ cam chịu. Tại đây là cái nghiệp của chị đó, cuộc đời mà quý vị ơi nó, tại vì đâu phải mà dễ dàng mà mình gặp được nhau, hiểu không? Gặp nhau là cái duyên, mà cái duyên của mình gặp nhau là để tụi bay chọc ghẹo tao không. Trời ơi tao buồn quá, trời ơi. Cái nơ mua ở đâu vậy chị? Ai mà em đọc không đọc comment á thì vui lòng comment lại nha. Nhiều khi mấy bạn comment vui lắm mà em đọc không được là tại vì nó trôi đó, cho nên từ từ nha, chứ không phải là chảnh hay gì hết. Tôi là su su nha em, hề một câu danh dự cũng muốn đèn làm chứng, em không bao giờ chảnh thiệt, không có chảnh với ai trơn, mình cũng như ai thôi. Tóc chị là tóc giả, tóc chị giống tóc giả quá chị, tóc chị là tóc thiệt, tóc thiệt có mọc từ da đầu mọc ra. Lý Gia Hân, hũ mực nhiêu? Hũ mực 120 em nha. Tiên cá su su dễ thương không chửi không vào, dễ thương quá. Có chửi ai đâu, nãy giờ có chửi ai đâu, có vào đâu. Nói chơi cái đó là diễn chơi vui thôi chứ thật ra không có vào như quý vị nha, không có vào nha. Để đá xanh bên hông cái đầu ghẹo ghẹo đi trời đó. Nói chơi thôi đùa đó. Đùa đó trời ơi, chửi có con câu giảm hết 14 người. Thiệt luôn á. Mọi người ơi, share live stream cho nó vô đây đông đủ đi. Không, vô đông thiệt đông mình nói chuyện cho vui đó, mình quậy phá mình tưng bừng cho vui nha. Chốt đơn Rinh Chảnh kìa cô yêu. Rinh Chảnh nó đặt cái gì đâu mà chốt, nó nghe nãy giờ không có bán được cái gì hết trơn á, có ai mua cái gì đâu. Chốt, trời ơi trời, bán hai cái gô khô cá bóng, chị bóng nè em ăn chị đi nghe. Lý Gia Hơn một hộp là ship rồi nha em. Trời ơi, 800 người rồi, bây giờ 1.000 người. Mọi người chia sẻ lên 1.000 người, tôi đứng dậy tôi mặc bộ đồ bộ, nhảy lambada cho mọi người coi thiệt. Ke đầu luôn, nhảy bóp ke đầu luôn. Hey, IOCC, ya, 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 ta, ta, ya, ya, ya. Hey, 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 trà đĩa luôn, ghê không? Đó, 1.000 người đi, nói thiệt quý vị luôn. Sao bán mực mà chị ngồi, ê em, không lẽ chị bán mực, chị đu ngược cái giò chị lên cho chị cắm cái đầu chị xuống chị làm hả em? Trời ơi chị là bóng chứ đâu phải là dơi đâu em. Trời mới 800 người nó tuột một phát, 70 người. Chắc 70 người nó vô thấy BD sợ hết hồn chạy ra. Bây giờ mới mở livestream rồi. Con nào vậy ta vô. Trời ơi cái giọng nó đã ông BD rồi, sợ quá chạy ra. Ghê không?
mà nay mắc cúp đông gì sớm vậy trời ơi. Rồi Lâm Văn Chiến, cảm ơn em là người đầu tiên nha. Cảm ơn Lâm Văn Chiến là nãy giờ mới bán được một hũ một đó. Rồi đó, một hũ duy nhất đó. Nghe đồn xu là tốt, bơ mô Phật đất đai ơi. Cô giả bộ vừa khóc vừa cười đi, cô giả bộ thôi nha, tao khóc thiệt đó, nay chưa bán được gì khóc thiệt đó. Thấy chị khóc là chị khóc thiệt đó các em nha. Một hộp là ship nha Lý Gia Hân, bán em bộ tóc nha chị. Trời ơi, chị có một bộ tóc duy nhất thôi em. Bây giờ chị bán một cái ha, chị để cái đầu đinh là nhìn chị như mới bị xạ trị xong vậy đó bé, ghê lắm em. Rồi ôi trời ơi, cảm ơn Tiên Bích, một hũ 120.000 nha. Cảm ơn Tiên Bích nha, nãy giờ bán được hai hũ rồi quý vị. Ê Lý Gia Hân, nãy giờ em có đọc comment không? Trời ơi, tôi trả lời comment 80 lần mà có lỗ tai nó để đâu mà nó vô nó hỏi mấy hộp mới ship vậy chị, mà nó hỏi gần 6 lần. Trời ơi, 6 lần, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Chị trả lời em mỗi ngày một lần mà em chưa hài lòng. Em hỏi hoài. Có bán hộp thanh long cuộn không chị? Ê, muốn ăn hộp thanh long mày mua hộp é, hộp chia ăn đi. Nó giống. Trời ơi là trời. Sừng đầu chị luôn nè em. Nha. Su ơi, số hàng em xem đi. Trời ơi, chỉ có cái gì đâu mà xô em. Ủa con gái sao môi dày vậy? Chị buồn lắm em. Chị buồn lắm các em. Rồi Lê Bác Cường một hũ luôn. Đâu rồi Lê Bác Cường thôi. Rồi để chốt với Lê Bác Cường nè. Trời ơi, được 3 hũ rồi quý vị ơi. Nãy giờ livestream 2 tiếng mới bán được 2 hũ đó. Nè, nghe kỹ nè, nghe nè. Đỗ Nguyễn Quỳnh comment một cái câu mà tao nói thiệt á, rất là tuyệt vời. Nhìn chị giống bé Xuân Mai quá. Mọi người comment đi, đúng không, giống không? Nếu mọi người nói tôi giống bé Xuân Mai, tôi hát bài của bé Xuân Mai cho mọi người nghe liền. Nỗi nhớ đóng băng ha, nỗi nhớ đóng băng. Giống Xuân Mai không, mặt giống Xuân Mai không? Hả, giống không? Xuân Mai, bé Xuân Mai. Ví dụ còn gọi bé đó, còn bé đó. Ờ, bé Xuân Mai đó nha. Tony Thống ơi, cho em số điện thoại anh ơi. Ủa BD mà tên Trần Gia Huy. Không, tên Trần Gia Huy tên gì? Ừ, trời má ơi. Không, tên Trần Gia Huy tên gì? Dạ, ship Đà Lạt 30. Lấy em hiểu khủng của mật nha, miễn phí nha Su. Di Nguyễn ơi, là Di Nguyễn. Để avatar đi Duy Nguyễn ơi, chị chửi em chỉ biết mặt mày em. Ừ, khỏi rất rằng chi. Rồi cứ comment ai đặt khô mực cứ để lại số điện thoại giùm em nha. Giống mẹ của Xuân Mai, nhìn giống Xuân Nghị. Xuân Mai viên bản lỗi, bé Xuân Mai lúc về già. Nhìn giống cô Minh Hiếu, giống BD bên Thái. Bé Xuân Mai hơi bị lỗi cái môi, càng nhìn càng giống Đức Bo. Ê, cái mặt nó giống như cái sao tập hợp nhiều người vậy. Mà không phải, nhìn kỹ chị giống Trần Dần hơn. Trời ơi trời, tao bắn à, tao có súng tao bắn á nghe. Nghe, tao bắn à. Trời ơi, Xuân Mai nè, giống con Minh Hiếu. Trời ơi, giống chú Kim Tử Long quá. Bán em chục trứng cút. Ủa BD gì mà chốt đơn. Lấy em 1/3 hũ mực. Di nè, mực. Chị có bán khô vịt không? Khô vịt mày về mày mua vịt mày mần mày bán. Chửi kháng tiếng luôn hà. Trời ơi, bán khô vịt thì nó họ. Ủa lộn. Đó, lộn luôn rồi đó. Khô mực. Vô hỏi khô vịt. Có khô gà tụi em ăn giùm chị đi. Nha. Trà trộn vào tìm chị. Em tìm chị chứ vậy em? Muốn đổi kiểu tóc quá mọi người. Nha. Xin phép mọi người được 3 giây đi đổi kiểu tóc được không? Được không? Đổi kiểu tóc nha. Coi kiểu tóc khác nó có hợp với mình không nha quý vị. Rồi em đang đổi kiểu tóc nha quý vị nha. Em hy vọng là kiểu tóc này nhìn em sẽ giống con gái. Con gái Hàn Quốc nha quý vị. Rồi đây xong. Đó, cuối cùng em cũng đã có kiểu tóc mới. Thần 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 thần. Thần 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 thần.
thành cái khăn thúi quá. À, cái tóc này nhìn giống con chó phốc quá. Trời ơi, cái tóc gì kỳ vậy trời. Rồi thôi kệ đi mọi người, thông cảm nha, mọi người chịu khó nhìn em nha. Mặc dù em biết là nhìn em mọi người sợ lắm đúng không? Nhưng mà thôi cố gắng giùm em ha. Thương em cố gắng giùm em đi ha. Rồi gắng cố gắng nha, vậy nha. Rồi, vậy ha. Nhìn bộ tóc chán đéo muốn nói. Thiệt mọi người ơi, em bước vô cái live stream em nhìn cái mặt em á, trời ơi, con chi qua qua. Nội cha ơi, cái bộ tóc gì đâu mà thấy gớm ỉa vậy trời. Giờ nhìn chị giống bà nội em. Tổn thương lắm, đau lắm. Cái gì giống giờ là lỡ rồi. Xin phép mọi người nha. Được quấn cái đầu mình lại, che những cái xấu xí của mình đi nha quý vị. Đây. Rồi đó. Cái khăn nó thối quá quý vị ơi. Rồi, được không? Đạo hồi. Trời ơi. Rồi. Lâu. Trời ơi, nó comment kìa, cái khăn chùm chim lấy lên và chùm đầu. À, trời ơi, tôi tức ghê rồi đó. Cái khăn chùm chim ở trên chùm đầu. Làm khùng làm điên, ai coi mấy ai coi kìa mẹ tao. Quỷ ngon. Ghê, bộ ghê đó mà, bộ tóc này xấu lắm mà mọi người. Hả? Hay là giờ đổi tóc dài đi, tóc dài chốt đơn nha, được không? Bố bê đê mà để tóc sụ sụ như ma đủ đúng rơm gì. Nhìn giống ma chơi quá. Rồi, xin mọi người 5 giây nữa thôi, đổi tóc tiếp. Đổi chừng nào mọi người thấy hài lòng thì thôi. Còn không hài lòng tôi đổi hoài, tôi đổi hoài vậy đó. Đổi tới như nào mà hả? Hài lòng thôi nha. Đổi tóc. Na 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 na. Cái tóc này trời ơi, không đẹp không lấy tiền nha quý vị nha. Ôi ôi đẹp nha, chất ngất luôn nha. Nhìn tay. Rồi, vô. Tóc này được quý vị ơi. Rồi được không? Tóc này được chưa? Được chưa? Đó, tóc bồng bềnh. Tóc vậy nè, tóc chốt đơn ok không? Tóc gió thời bay. Tà áo em bay, bay 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 trong gió dịu dàng. Ê, đổi màu rồi, màu trắng rồi cho nó sáng xíu rồi. Cái nút mod bên ừ. Rồi, ok, màu này đi. Dịu chưa, được chưa? Nhìn như con ma mười. Như Phạm Hương, trời ơi, cảm ơn em. I wanna see you pick a car. You pick a car, chia sẻ cho chị đi các em.